Chào cả nhà, hôm nay sẽ là bài Situmidas. Bài này có 8 câu, một hướng bắt đầu bằng chân phải trước. Bước cũng rất là đơn giản thôi, cả nhà chúng ta cùng tập nhé. Đầu tiên câu số 1, chân phải chúng ta chuẩn bị ha. Chúng ta có thể đứng chân phải ở sau. Bước 1, 2, xoay ra sau theo bước dậm trễ. 3 và 4, 5, 6, trở về bằng bước dậm trễ luôn. 7, 8, chúng ta chụp điểm. Chúng ta làm lại nào. Câu số 1, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 2 chúng ta thực hiện giống câu số 1. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3 chúng ta chuyển hướng 90 độ qua bên trái. Chúng ta sẽ chuyển người qua bên trái và chúng ta bước thẳng lên ha. Tư thế này chúng ta đi. 3, 2, 3 và 4. Tư thế này chúng ta tiếp tục sẽ lật người ra sau nè. 5, bước chân trái qua. 6, 7, 8, chụp. Chúng ta thực hiện lại câu số 3. Chuyển hướng 90 độ qua bên trái, bước chân phải thẳng lên nào. 3, 2, 3 và 4. Tư thế này chúng ta đưa chân trái chuyển qua bên phải và đồng thời xoay người ra đằng sau mặt 3 giờ theo chiều bên phải, theo tay phải của mình nè. 5, trọng tâm trên chân trái. 6, 7, 8, chụp. Câu số 4 chúng ta đi chân phải qua chân ngang. 4, 2, 3 và 4. Ở đây ha, chúng ta sẽ lật lại ra đằng sau. Đây chúng ta đang 3 giờ, chúng ta sẽ lật về 9 giờ. Nhưng xoay theo chiều bên trái. Hồi nãy là chúng ta xoay bên phải, bây giờ xoay bên trái thì bên này nhé các chị. Tay trái nè, lật chân trái ra sau nè. 5, 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện lại 1, 2, 3, 4 nào. Chân phải chúng ta chuẩn bị nè. Lên 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Lật người chuyển qua trái 90 độ. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục đi về bằng chân phải. 4, 2, 3 và 4. Lật người ra sau theo chiều bên trái. 5, 6, 7, 8. Câu số 5 chúng ta sẽ nhấp nha. Chỗ này nó sẽ hơi nhanh. Chân phải chúng ta sẽ nhấp là 5 và 2 và 3 và 4 và 5. 6 sử dụng bước dậm trễ. 7 và 8 xoay ra đằng sau. Ở đây chúng ta đang là 9 giờ, chúng ta sẽ đi và kết thúc câu 5 chúng ta ở 3 giờ nhé. Nhấp nào. 5 và 2 và 3 và 4 và 5. 6, 7 và 8. Câu số 6 nhấp gần giống câu số 5. 6 và 2 và 3 và 4 và 5. 6, 7, 8. Về phía bên trái, về mặt 12 giờ đây. Chúng ta thực hiện lại câu số 6 nào. Nhấp chân trái. 6 và 2 và 3 và 4 và 5. 6, 7, 8. Câu số 7, chúng ta thực hiện cha cha tín 4 lần ha. 7 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Chúng ta thực hiện lại câu số 7 ạ. 7 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Câu số 8 chúng ta sẽ thực hiện bước để xoay tròn 1 và
Tư thế này chúng ta sẽ đi nè, là 8 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 và 1. Chúng ta lên lại từ đầu. Vậy làm sao để đi câu số 8 này? Câu số 8 chúng ta sẽ tưởng tượng cái chân trái của chúng ta nó là cái lõi compa ha. Chân phải chúng ta sẽ xoay chung quanh chân trái. Có nghĩa là chân trái nó chỉ xoay mũi giày thôi để nó xoay người của chúng ta thôi ạ. Rồi ở đây ạ. Chân phải đầu tiên chúng ta sẽ đi theo góc các chị nhé, góc chéo nha. Ở đây chúng ta sẽ có bốn góc chéo nè, hai góc hai bên và hai góc đằng sau nè. Bây giờ chúng ta đưa chân phải ra chéo góc một qua bên trái trước nào. 8 và 2. Được chưa ạ? Từ đây ha, đưa chân phải lên chéo góc bên trái nè. 8 và dậm lại chân trái. 2 chúng ta đưa chân phải chéo về góc bên này. 2 và 3 đưa thẳng lên và 4 trả góc và 5 và 6 và 7 và 8 và cuối cùng chúng ta về đến đây. Chéo góc các chị nhé. Tăng 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 bốn góc ạ. Rồi chúng ta làm lại nào. 8 và 2 góc đằng sau và 3 và 4 trẻ đằng sau và 5 và 6 và 7 và 8 và 1. Lúc này chúng ta sẽ lên lại từ đầu. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lại trước 5, 6, 7, 8 trước nhé các chị. Câu số 5 chúng ta đang facing mặt 9 giờ. Nhấp nào. 5 và 2 và 3 và 4 và 5, 6, 7 và 8. Câu số 6. 6 và 2 và 3 và 4 và 5, 6, 7, 8. Thực hiện tra 4 lần nào. 7 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Câu số 8 thực hiện bước combo xoay nào. 8 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 và 1. Wow, bài này rất nhiều và luôn. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với tay nhé. Bài này câu số 1 của chúng ta sẽ sử dụng thế tay này ha. Có nghĩa là tay phải lên trên cao, tay trái ở dưới thấp. Như thế này. Rồi, các chị đi với em nào. Câu số 1. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Chân của chúng ta thì đi 7, 8 nhân tay của chúng ta sẽ vỗ và 8 hai cái các chị nhé. Chúng ta thực hiện lại nào. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 vỗ hai cái và 8. Câu số 2 tương tự câu số 1. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 3 chúng ta thực hiện 90 độ qua bên trái nào. 3, 2, 3 và 4 xoay qua phải ra sau. 5, 6, 7 và 8. Chân chụp nhưng tay vỗ hai cái. Một lần nữa câu số 3 nào. Đi. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 4 chúng ta đi trở về. 4, 2, 3 và 4. Lật người ngược qua trái nào. 5, 6, 7 và 8. Câu số 5 nhất. 5 và 2 và 3 và 4 và 5, 6, 7 và 8. Câu số 6. 6 và 2 và 3 và 4 và 5, 6, 7 và 8. Hai cái nữa. Câu số
7 đi 4 lần cho cha. 7 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Câu số 8 thì chúng ta để tay bình thường thôi. 8 và 2 và 3 và 4,